Không lâu sau, cậu Tư Tần lại quay về xe. Lãnh Dịch Trì cũng nối gót theo sau, nghiêng người ngồi vào ghế lái phụ. Nhân Thời Thất nhìn qua cửa kính xe đánh giá Tẩy Kim Gia đang đứng yên, chuyển tầm mắt nghi ngờ hỏi. Anh rể ba, anh biết anh ta à? Qua dáng vẻ trò chuyện vừa rồi giữa Tẩy Kim Gia và anh rể ba, dường như bọn họ rất thân quen. Lãnh Dịch Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng đáp. Đã từng quen biết, khi ở căn cứ Ngọc Thạch tại biên giới Lào, Myanmar, anh từng hợp tác với anh ta. Nhân Thời Thất chớp mắt ồ một tiếng như hiểu ra. Cô nhớ lần đầu tiên gặp mặt, chị ba có đưa cho cô một chiếc vòng ngọc hình giọt nước trong suốt. Sau đó hình như anh Tư cũng từng nhắc đến, đúng là nhà họ Lãnh có kinh doanh Ngọc Thạch. Chú Tư, sao anh ta với Duệ Tu lại biết nhau? Lãnh Dịch Trì ngồi ở ghế trước xoay người lại, đầu mày toát ra vẻ nghi hoặc. Nghe vậy cậu Tư Tần nhìn anh sâu xa, trầm giọng tóm tắt lại. Lãnh Dịch Trì chợt cảm thấy ngỡ ngàng. Anh ta ở nhà họ Lôi. Nói xong anh không khỏi lo lắng bổ sung. Tôi với anh ta cùng lắm cũng chỉ là quen biết sơ sơ. Chú Tư, danh tiếng của Tổng Giám Đốc Tề này trong giới làm ăn chẳng ra gì. Quá nhiều thủ đoạn hèn hạ, các cậu phải cẩn thận đấy. Em biết. Sườn mặt người đàn ông lạnh như xương giá. Chuyện của anh ta em sẽ xử lý. Nhân Thời Thất nhìn gò má góc cạnh của anh rồi lặng lẽ nhét tay mình vào lòng bàn tay anh. Cậu Tư Tần dụ mắt nhìn thoáng qua, sau đó nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, cong môi cười nhạt. Chuyện nhỏ thôi, đừng lo lắng. Nhân Thời Thất giãn hàng lông mày, nhưng cũng không lên tiếng. Trong mắt anh Tư nhà cô, dường như không có chuyện gì có thể khiến anh đổi sắc mặt. Bất kể Tề Kim Gia kia muốn làm gì, cô tin tưởng, chỉ cần là hồ ly thì kiểu gì cũng sẽ đến lúc lộ đuôi. Phòng tiệc riêng, nhà khách chính phủ. 5 giờ chiều, bên chiếc bàn tròn rộng lớn đã ngồi đầy người. Ngồi ở vị trí đầu theo thứ tự lần lượt là hai ông cụ, Đoan Mộc Ngạc và Ôn Sùng Lễ. Bên tay phải ngồi theo thứ tự là cậu Lãng cùng vợ chồng Ôn Tĩnh Hoàng. Mấy người Nhiên Thời Thất và anh Tư thì ngồi bên dãy đối diện. Ông cụ Đoan Mộc Ngạc hướng tầm mắt nhìn sang Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu, hào hứng hỏi. Tiểu Tranh, làm đăng ký kết hôn rồi, các cháu định bao giờ tổ chức lễ cưới? Đám cưới của Tiểu Thất lần trước cháu cũng thấy rồi đấy, tất cả đều do Tiểu Tần lo liệu. Ông ngoại không được góp chút công sức nào hết. Đợi đến đám cưới của cháu với Tiểu Lôi, kiểu gì cũng phải để ông ngoại tham gia ý kiến một chút đấy. Ông cụ vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng đổ dồn vào Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu. Ông ngoại chưa biết rõ sự tình còn đặc biệt chạy đến Nam Hải một chuyến vì cô. Ôn Tranh chần chừ do dự, uyển chuyển giải thích. Ông ngoại, đám cưới của chúng cháu... Cô còn chưa kịp thanh minh thì vừa hay, ngoài cửa phòng VIP vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Vệ sĩ đi theo nhà Đoan Mộc đi ra mở cửa, Lôi Hạc Đình cùng Hoắc Tâm Liên cầm hộp gấm gật đầu bước vào. Ông cụ Đoan Mộc, ông cụ Ôn, thật xin lỗi vì đến muộn. Lôi Hạc Đình vào cửa rồi đứng nguyên tại chỗ vô cùng kính cẩn, chào Đoan Mộc Ngạc và Ôn Sùng Lễ. Hai cụ ông bốn mắt nhìn nhau, một lát sau ông ngoại mới giơ tay ra hiệu. Không muộn, lại đây ngồi trước đã. Cử chỉ của Lôi Hạc Đình đầy tôn kính mà Hoắc Tâm Liên thì lại có phần dè dặt. Hai người chậm rãi đi đến chỗ đã đặt trước bên cạnh Đoan Mộc Ngạc. Vừa ngồi xuống liền nghe ông cụ nói. Hôm nay chúng tôi nóng vội nên mới tới Nam Hải. Đã quấy dày rồi. Lôi Hạc Đình vừa mừng vừa sợ lắc đầu. Cụ nói quá lời rồi. Xin gọi tôi là Hạc Đình là được. Thật ra thì chuyện hôn sự của Lôi Duệ Tu và Xu Tranh vốn dĩ nên là nhà họ Lôi chủ động đến đằng gái đặt vấn đề trước. Bây giờ lại để hai cụ phải đích thân đến đây là hơi trái với lẽ thường. Đây là thiếu sót của tôi, xin hãy lượng thứ. Không thể không nói dù Lôi Hạc Đình ở nhà họ Lôi tại Nam Hải đứng trên vạn người, nhưng khi đứng trước mặt hai vị lão thành này, ông vẫn không dám tùy tiện thất lễ với khách quý,
nhất là ông cụ Đoan Mộc Ngạc. Còn lời xin lỗi của ông ẩn chứa sự bất lực mà e là cũng chỉ có một mình ông biết. Nếu không phải trước bữa tiệc, tiểu tứ mới tiết lộ thân phận của Xu Tranh với ông, e là ông đã không một mực nhắm mắt làm ngơ để mặc sự tình phát triển như vậy. Hôm nay, vị lão tướng ngựa chiến nửa đời sông pha đã đích thân đến tận Nam Hải, không thể nghi ngờ thân phận cùng với mức độ được cưng chiều của Xu Tranh ở nhà Đoan Mộc nữa rồi. Thấy vẻ mặt áy náy chân thành của Lôi Hạc Đình, nếp nhăn giữa đầu mày của ông cụ Đoan Mộc Ngạc cũng giãn ra chút ít. Về lý thì thế, nhưng nếu hai đứa nhỏ đã sớm ở bên nhau, thì hai nhà chúng ta cũng không cần để ý đến những lễ nghi phiền hà này nữa. Vừa rồi chúng tôi đang bàn đến đám cưới của bọn nhỏ, không biết ông Lôi có cao kiến gì không? Nhắc đến đám cưới, ánh mắt bình tĩnh của Lôi Hạc Đình một lần nữa sao động. Ông ngoại, hay là sau bữa tối hắng bàn chuyện này nhé, nhân viên phục vụ đã chờ ngoài cửa rất lâu rồi. Ôn Tranh đúng lúc lên tiếng, chuyển đề tài. Ông cụ xót hai cô cháu gái đang mang thai, cười hiền từ rồi ngoắc tay ra hiệu cho vệ sĩ. Được, vậy mang đồ ăn lên trước đã. Hai nhóc con, các cháu nhớ ăn nhiều vào, còn phải uống cả canh bổ nữa. Cậu Tần, cậu Lôi, các cháu nhớ chăm sóc hai con bé cẩn thận. Lúc mang thai không thể so với bình thường, tuyệt đối không được để hai đứa thiếu dinh dưỡng. Theo lệnh của ông cụ Đoan Mộc Ngạc, nhân viên phục vụ liền rối rít bưng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn lên. Trong lúc dùng cơm, bàn ăn rất yên tĩnh. Ngoài tiếng bát đũa va chạm ra, chỉ có hai cặp vợ chồng chị em thi thoảng nhỏ giọng thì thầm mấy câu. Khoảng nửa tiếng sau, ông cụ Đoan Mộc Ngạc đặt bát đũa xuống trước tiên. Ôn Sùng Lễ ở bên cạnh cũng cầm khăn vuông lau miệng. Hai ông cụ âm thầm nhìn nhau rồi cùng đứng dậy. Đoan Mộc Ngạc nói. Mọi người cứ ăn thong thả. Ông với Lão Ôn sang bên kia ngồi một lát. Bên kia phòng tiệc riêng là khu nghỉ ngơi ba vách ngăn. Sau khi hai vị ông cụ rời đi, bầu không khí trên bàn ăn cũng giảm bớt đi chút gò bó. Lúc này, Đoan Mộc Bình Lãng nhìn Lôi Hạc Đình ở đối diện dò hỏi. Có phải ông Lôi có dự định khác về đám cưới của hai đứa nhỏ không? Cậu Lãng là nhà ngoại giao rất giỏi quan sát cử chỉ lời nói. Trước đó, ông dễ dàng nhìn ra phản ứng hơi khác thường của Lôi Hạc Đình về chuyện đám cưới, vì thế liền dứt khoát hỏi thẳng. Lôi Hạc Đình ung dung buông bát đũa, còn chưa kịp đáp lại, Hoắc Tâm Liên bên cạnh đã cố tỏ ra rộng rãi nói. Đương nhiên là chúng tôi không dám có dự định gì khác, xin được nghe theo sự sắp xếp của nhà Đoan Mộc. Lôi Hạc Đình nghe bà ta nói vậy liền khẽ nhíu mày, liếc Hoắc Tâm Liên ngầm cảnh cáo. Đừng có nói linh tinh. Hoắc Tâm Liên hơi bối rối đảo mắt, hậm hực ngậm miệng. Lôi Hạc Đình bất mãn thu hồi tầm mắt. Khi một lần nữa nhìn về phía cậu Lãng, giọng điệu trở nên trịnh trọng hơn hẳn. Anh Đoan Mộc chắc vẫn chưa biết về chuyện đám cưới của hai đứa nhỏ, đúng là nhà họ Lôi có sắp xếp khác. Chuyện này lát nữa tôi sẽ đích thân nói rõ tình hình với hai vị bề trên, không phải chúng tôi cố tình trì hoãn mà đều có nguyên nhân cả. Đoan Mộc Bình Lãng nhìn Lôi Hạc Đình không chớp mắt, so với Hoắc Tâm Liên tỏ ra hơi nịnh nọt, người đứng đầu nhà họ Lôi thận trọng kín kẽ hơn nhiều. Cũng được. Cậu Lãng gật đầu. Nếu đã có nguyên nhân thì cứ giải thích rõ ràng là được. Nhà Đoan Mộc chúng tôi cũng không phải là không biết lý lẽ. Chuyện đám cưới quan trọng nhất vẫn phải tùy theo nguyện vọng của hai đứa nhỏ. Nghe vậy Hoắc Tâm Liên hơi xấu hổ cúi đầu. Đoan Mộc Bình Lãng này đang mỉa mai lời nói vừa rồi của bà ta. Lôi Hạc Đình bình tĩnh cười nói. Điều này là lẽ đương nhiên. Anh Đoan Mộc không cần phải lo lắng. Hai đứa nhỏ đã đăng ký kết hôn rồi. Trên phương diện pháp luật thì Xu Tranh đã là con dâu nhà họ Lôi chúng tôi. Tuy có hơi vội vàng, nhưng chắc chắn nhà họ Lôi chúng tôi sẽ không đối xử tệ với Xu Tranh. Còn hai vị đây chắc hẳn là cha mẹ của Xu Tranh. Ông bà Ôn phải không? Lôi Hạc Đình vừa nói vừa nhìn về phía vợ chồng Ôn Tĩnh Hoàng ở bên cạnh. Ôn Tĩnh Hoàng khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Lôi Hạc Đình.
Tôi là Ôn Tĩnh Hoàng, đây là bà xã tôi, Đoan Mộc Lam Nhã. Ông Ôn, đây là sính lễ tôi chuẩn bị cho Xu Tranh, mời ông nhận cho. Nói rồi Lôi Hạc Đình lấy hộp gấm ở phía sau ra, lúc đứng dậy đưa cho Ôn Tĩnh Hoàng còn bổ sung. Đây là lòng thành của nhà họ Lôi chúng tôi, mong nhà thông gia đừng chê trách. Ôn Tĩnh Hoàng và Đoan Mộc Lam Nhã nhìn nhau giây lát, rồi ông đứng dậy nhận lấy hộp quà, nhưng cũng không mở ra mà đặt luôn bên cạnh, lại vươn tay về phía Lôi Hạc Đình. Ông thông gia cẩn thận quá rồi, sau này Xu Tranh ở nhà họ Lôi, nếu con bé có điều gì không phải, mong cha mẹ chồng của con bé rộng lượng một chút. Lôi Hạc Đình đưa tay ra nắm lại, mắt nhìn sang ông Tranh ở cách đó không xa, nói đầy ấm áp. Đứa nhỏ Ôn Tranh này làm gì cũng có chừng mực, chín chắn lại khôn khéo, chúng tôi rất quý con bé. Ôn Tĩnh Hoàng cong môi gật gù với Lôi Hạc Đình. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Phận làm cha mẹ, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ thông gia. Tuy sai lầm trong quá khứ đã được sửa chữa, nhưng đám cưới kia của tiểu thất đối với bọn họ mà nói thì vẫn là nỗi tiếc nuối khó tả. Hôm nay cuối cùng cũng đến lượt Tranh Tranh đi lấy chồng. Chỉ hy vọng bọn họ còn có đủ tư cách lấy thân phận cha mẹ, tiễn Tranh Tranh về nhà chồng. Chưa đầy 20 phút sau, bữa tiệc riêng tư này cũng coi như kết thúc. Lôi Hạc Đình hiện đang ngồi ở khu nghỉ ngơi trò chuyện cùng hai ông cụ. Thi thoảng Ôn Tranh lại nhìn sang, ánh mắt có vẻ căng thẳng. Đến Lôi Duệ Tu nghiêm túc ngồi bên cạnh cũng thấy nóng ruột. Trong toàn bộ phòng tiệc riêng, có lẽ chỉ có Lãnh Dịch Trì là người thoải mái nhất. Anh buồn chán ngồi trước mặt bàn, thỉnh thoảng lại nghịch đĩa thức ăn. Thời gian trôi qua, sau khi nhìn xung quanh, anh dùng mũi giày đá Lôi Duệ Tu. Nhìn cậu căng thẳng chưa kìa, ra ngoài hút điếu thuốc cho thoải mái không? Lôi Duệ Tu muốn từ chối nhưng thấy Tần Bách Duật ở bên cạnh cũng đứng lên thì mới cứng ngắc gật đầu. Đúng là rốt cuộc anh cũng cảm nhận được câu nói, kết hôn không phải chuyện của hai người mà là chuyện của hai gia đình. Sau khi nhóm ba người lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc riêng, Đoan Mộc Lam Nhã vẫn ngồi đối diện, nhìn hai chị em chậm rãi đứng dậy, đi vòng qua bàn tròn, rồi ngồi xuống cạnh hai cô con gái. Tiểu Thất, Tranh Tranh, lâu rồi không gặp, hai con có khỏe không? Với tư cách là một người mẹ, Đoan Mộc Lam Nhã vẫn tỏ ra dè chừng, thận trọng khi đối diện với hai chị em. Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh nhìn nhau giây lát, sau đó bình tĩnh gật đầu với bà. Con khỏe ạ. Hết chưa? Đoan Mộc Lam Nhã thở dài, ánh mắt dừng trên gương mặt Ôn Tranh, không kìm được vươn tay vuốt tóc cô. Tranh Tranh, hôm Tiểu Thất tổ chức đám cưới, con đi vội quá, mẹ không kịp nói chuyện đàng hoàng với con. Người bạn kia của con đã kể cho ba mẹ nghe những chuyện xảy ra ở nhà họ Lôi. Thời gian qua vất vả lắm phải không con? Ôn Tranh cảm nhận được lực tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu mình, mỉm cười vô tư. Mẹ, mẹ xem này, chẳng phải con vẫn sống tốt sao? Đại Trần không hiểu rõ nội tình, những gì anh ta nói mẹ nghe cho có thôi, đừng tưởng thật. Đoan Mộc Lam Nhã nghe cô nói vậy, trái tim bỗng nhói đau. Ngày xưa khi bà yêu thương Ôn Chi Diên nhất, Tranh Tranh cũng luôn tỏ ra rửng rưng trước sự quan tâm của mình như thế này. Hồi ấy bà cứ tưởng rằng Tranh Tranh không thích gần gũi với mình, vì vậy quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng xa cách. Bây giờ nghĩ lại mới nhận ra không phải Tranh Tranh lạnh nhạt, mà vì cô quá chín chắn và kiên cường, không muốn người lớn phải bận tâm vì mình. Vành mắt Đoan Mộc Lam Nhã đỏ hoe, bà cúi đầu thở dài, sau đó cầm tay Nghiên Thời Thất bên cạnh, đặt vào trong lòng bàn tay mình vuốt ve. Giờ hai chị em con đã lập gia đình, mẹ không nói nhiều nữa, sau này có thời gian thì về thăm nhà. Nếu chịu ấm ức thì cứ nói với mẹ, dù thế nào, ba mẹ cũng luôn ở phía sau ủng hộ các con. Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất nhìn Đoan Mộc Lam Nhã. Ở khoảng cách gần như vậy, hai chị em đều thấy rõ nếp nhăn của năm tháng hằn sâu trên khóe mắt bà. Mặc dù bà vẫn đoan trang, nhã nhặn, nhưng niềm vui trong đôi mắt đã vơi bớt đi nhiều. Sau biến cố gia đình, bà đã trở nên cẩn thận, dè dặt hơn.
Một lát sau, Đoan Mộc Lam Nhã lại nhìn hai người đầy trìu mến, sau đó đứng dậy đi tới cạnh Ôn Tĩnh Hoàng. Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất chăm chú nhìn theo bóng lưng của bà, sau đó quay sang nhìn nhau, cùng nở nụ cười nhẹ nhõm. Có lẽ đây là kết quả tốt nhất. Mà lúc này Hoắc Tâm Liên lạc lõng ở một bên hồi lâu, bỗng thản nhiên đứng dậy, kéo cái ghế bên cạnh ra rồi đi tới chỗ Ôn Tranh. Bóng dâm phủ xuống đỉnh đầu khiến Ôn Tranh rời tầm mắt theo bản năng, bất ngờ đối diện với ánh mắt của Hoắc Tâm Liên. Cô không lên tiếng, chỉ lạnh nhạt nhìn bà ta. Hoắc Tâm Liên đứng trên cao nhìn xuống Ôn Tranh. Khi bà ta vuốt làn váy ngồi xuống, giọng nói trầm thấp ngạo mạn vang lên. Cô Đoan Mộc, chúc mừng cô đã làm dâu nhà họ Lôi như ý muốn. Chắc hẳn cô vui lắm nhỉ? Ôn Tranh chưa kịp lên tiếng, Nhiên Thời Thất đã tỏ ra đề phòng trước thái độ của bà ta. Bà Hoắc có gì không vừa ý chị tôi sao? Nhiên Thời Thất gần như chưa từng tiếp xúc với Hoắc Tâm Liên, nhưng có thể nói biểu hiện của bà ta trong bữa tiệc đêm đó không hề xứng đáng với tư cách bà chủ nhà họ Lôi. Hoắc Tâm Liên cúi đầu, vân vê móng tay, khẽ liếc Nhiên Thời Thất. Cô Nhiên hiểu lầm rồi, chưa bàn tới vấn đề tôi có vừa ý hay không, nhưng tôi là mẹ chồng ắt phải giảng giải cho con dâu mới một số quy tắc trong nhà. Nhiên Thời Thất nhíu mày, thái độ trong ngoài bất nhất của Hoắc Tâm Liên khiến người khác rất phản cảm. Lúc này Ôn Tranh vỗ nhẹ lên tay Nhiên Thời Thất, ra hiệu cho cô bình tĩnh chớ nóng nảy. Sau đó cô rời mắt nhìn Hoắc Tâm Liên, hờ hững cất lời. Đã là quy tắc thì mong mẹ giảng giải, con xin chăm chú lắng nghe. Hoắc Tâm Liên thấy vậy, vẻ ngạo mạn mới bớt lại vài phần, như thể rất hài lòng với thái độ khiêm nhường của Ôn Tranh. Bà ta hắng giọng, dõng dạc nói. Thứ nhất, đừng tưởng vào nhà họ Lôi là mọi chuyện đã tốt đẹp. Cô là bà chủ tương lai nhà họ Lôi, e rằng ngoài bối cảnh gia thế ra, những bản lĩnh khác vẫn thiếu sót nhiều. Nói đến đây, Hoắc Tâm Liên ngước mắt nhìn Ôn Tranh, thấy cô vẫn tỏ ra khiêm tốn thì vui vẻ nói tiếp. Thứ hai, tôi không quan tâm cô nghĩ gì, nhưng đã vào nhà họ Lôi thì mọi chuyện phải nghe theo người lớn. Thứ ba, khoan đã. Hoắc Tâm Liên chưa nói hết câu, Ôn Tranh đã lập tức ngắt lời. Ôn Tranh thấy Hoắc Tâm Liên tỏ ra không hài lòng, ánh mắt trong trẻo bỗng trở nên lạnh lẽo, cô nói. Mọi chuyện phải nghe lời người lớn. Ý mẹ là con không thể có chính kiến của mình, mà mọi việc phải nghe theo sự sắp xếp của người khác đúng không ạ? Hoắc Tâm Liên nhíu mày, thoáng liếc mắt về phía khu nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn gật đầu. Cô có thể hiểu như vậy. Đúng là cao ngạo không coi ai ra gì. Ồ, Ôn Tranh dửng dưng đáp. Xin lỗi, con không làm được. Hoắc Tâm Liên hết sức kinh ngạc, nheo mắt khó tin. Cô nói gì cơ? Ôn Tranh thong thả đứng dậy, cúi đầu sửa sang áo sơ mi của mình, sau đó nhìn Hoắc Tâm Liên hạ giọng nói. Vừa nãy bà Hoắc còn nịnh nọt ông ngoại tôi đủ kiểu, bây giờ nhân lúc ông ngoại tôi không có mặt liền lộ nguyên hình sao? Hay là thế này, bà đi cùng tôi tới chỗ ông ngoại tôi, chúng ta cùng nhắc lại từng quy tắc vừa rồi trước mặt bề trên một lần nữa đi. Hoắc Tâm Liên nghe vậy, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng trong giây lát. Ôn Tranh bắt được biểu cảm chột dạ của Hoắc Tâm Liên, chống một tay lên lưng ghế rồi khom người thì thầm bên tai bà ta. Bà Hoắc, tôi quên nói cho bà biết, từ trước tới giờ, người nhà Đoan Mộc bất kể nam hay nữ chưa từng có ai chịu thiệt. Lúc trước tôi kính trọng bà, vì bà là mẹ của Lôi Duệ Tu, nên mới năm lần bảy lượt nhường nhịn. Có phải vì vậy mà bà thật sự cho rằng tôi yếu đuối sẽ bắt nạt không? Bà đừng tưởng tôi bước chân vào nhà họ Lôi là bà có thể gây khó dễ cho tôi thế nào cũng được. Còn nữa, bà cứ nhai đi nhai lại cái gọi là bản lĩnh, cũng chỉ vì cô con dâu bà chọn bị đuổi ra khỏi nhà, cho nên bà sinh lòng oán hận tôi đúng không? Không giấu gì bà, mấy cô ả như Đường Diệu Tuyết chẳng là cái thá gì trong mắt tôi. Tôi có không ít bản lĩnh đường hoàng chính đáng, nhưng càng am hiểu thủ đoạn quen thuộc với dân giang hồ hơn. Dù sao tôi cũng chẳng phải tiểu thư khuê các đúng chuẩn. Nếu bà không tin thì bây giờ
Tôi phá rối mấy dự án trong tay bà, để bà cảm nhận một chút nhé. Mặc dù tôi không có bản lĩnh thao túng thị trường chứng khoán, nhưng nếu muốn giở trò với nguồn tài chính dưới danh nghĩa của bà và hạ giá trị cổ phiếu là chuyện rất đơn giản. Vì vậy phiền bà, đừng mãi lôi bản lĩnh ra làm cái cớ. Nói thật với bà, cho dù tôi chẳng có ưu điểm gì, thì cũng chiếm chắc vị trí con dâu nhà họ Lôi này. Ôn Tranh không phải cô gái yếu đuối mặc người ta vần vò thế nào cũng được. Mấy năm qua cô lăn lộn ngoài đời, cũng từng làm không ít việc ngoài ranh giới pháp luật. Nếu không phải vì Lôi Duệ Tu, còn lâu cô mới nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Nếu mẹ chồng nàng dâu không thể hòa thuận, thì cứ thuận theo tự nhiên là được. Người làm mẹ mà cứ 5 lần 7 lượt làm khó con dâu của mình, thì nói gì đến khí chất của bà chủ gia đình. Lần này Ôn Tranh nói năng sắc sược khiến Hoắc Tâm Liên nín lặng thật lâu, khó mà bình tĩnh lại. Bà ta đờ đẫn nhìn Ôn Tranh, cơn giận và sự đố kỵ trong lòng như ngọn lửa cháy bùng lên, thiêu đốt lý trí bà ta. Bấy giờ Ôn Tranh mới đứng thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách với bà ta. Ánh mắt tối tăm sâu thẳm. Nếu thật lòng đối xử không được tôn trọng, vậy thì cô chỉ đành ngang ngược đe dọa một phen. Xu Tranh, hai mẹ con đang nói chuyện gì thế? Giọng nói của Lôi Hạc Đình đột ngột vang lên, xen vào thế rằng co này. Hoắc Tâm Liên không nhìn Ôn Tranh nữa mà ngồi ngay ngắn lại để bản thân không có vẻ khác thường. Bà ta dám chắc Ôn Tranh không dám tố cáo bừa, do đó mặc dù trong lòng thấp thỏm nhưng nét mặt bà ta đã khôi phục như thường. Hết